Nhân. Bữa giờ đó Luna bị bệnh, Luna bị bệnh mê man luôn mọi người. Lột đồ ra rồi bên giường hai bên luôn. Vậy đó nha, vậy mình Luna đi chơi nha. Luna mặc cái váy hơi rộng xíu, cái gặp cái con xã giao kia kìa, nó dám nói Luna là trời. Dạo này ha, mập ra, mập kệ tao chứ, mập thì nhiều collagen thôi. Nhưng mà mọi người biết sao không, vấn đề ở đây không phải là mình mập hay mình ốm, mình tốt hay mình xấu. Nhưng có những cái đứa như vậy đó, cái con người của nó chỉ có thể nhìn thấy những cái chỗ chưa tốt của người khác thôi. Cho nên là kệ nó. Hi. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Luna Đào. Mới đọc lóc mà đã nói xấu người ta rồi, có lỗi ghê đó, xin lỗi nha. Nhưng mà thực chất á, Luna nghĩ á, chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Chứ đổi lại là Luna hả, Luna cũng không có bất kỳ cái nhận xét nào không hay về người chị này đâu. Tại vì đó, thực chất á, trong mắt Luna thì chị cũng là một cô gái rất là sáng sủa và ưu tú. Trời ơi, nói xạo không quen bé má ơi. Nói xạo hả mà, hai cái mấy miệng giật liền. Không có biết sao không, còn nói xấu không? Biết sao không? Là tại vì ha, không cần nói thì nó đã xấu sẵn rồi đó. Mặc dù đó, tất cả chúng ta đều biết đó, sân si với người khác làm chi, người ta nói xấu sau lưng mình, tức có nghĩa là tụi nó đang ở sau lưng mình thôi. Nhưng mà hả, nhưng mà mình bực chứ, mình cũng là con người mà. Mặc dù á, bình thường Luna hay nhận được những câu hỏi như thế này, đó là chị Luna ơi, làm sao để có thể đáp trả những cái đứa mà hay hả sân si soi mói mình. Thường á thì Luna sẽ đóng vai quê hậu thân thiện, nhưng mà hôm nay mệt quá, hôm nay Luna sẽ chỉ mẹ của Luna cho mọi người nha, làm sao để đáp trả những cái đứa sân si một cách thật là thanh lịch, vui vẻ với nhỏ thôi nha mấy bồ. Tiết mục khẩu nghiệp của Luna bắt đầu. Riêng cái tiết mục này thì má Luna mới là chùm cố, trời, má Luna dữ dội hơn Luna rất là nhiều. Có chuyện là cái đây một vài năm khi là má Luna đi chợ cái gặp một người hàng xóm, cái bà này đó chặn má Luna để hỏi là trời ơi, con mình là ca sĩ nổi tiếng vậy, nó có hay cho tiền phải không? Cái là má Luna nhìn vô mặt bà, vậy bà có hay cho tiền má phải không? Trời ơi, xuống cứng đơ người liền. Kể từ đó về sau hả là cái bà này không có còn làm phiền má Luna nữa. Trời ơi, chứ mình đừng có ăn miếng trả miếng nha. Nói qua nói lại nha, đó chính là điều mà những cái đứa mà hay kiếm chuyện sân si với mình mong muốn đó. Với lại ha, thực chất á, mình nó không có chủ ý đi kiếm chuyện với người khác. Với lại hả, con người hiền lành để đó, Luna cũng hiền lành, làm sao mà mình có thể nghĩ ra được nhiều thứ xấu xa để mà đi đáp trả lại những cái người như vậy được. Theo đó hay học tách coi thường tụi nó. Và sau đây là những cái mẹ của Luna để có thể tự vệ về mặt tâm lý, vui vẻ hoan hỷ nha mấy bộ. Các tip để có thể coi thường người khác ra mặt. Tip 1 đó là đẹp. Chỉ cần xinh đẹp và cao ráo hơn người khác là đã khiến họ cảm thấy thấp kém rồi. Nani? Giỡn mọi người ơi, giỡn cái đó test máy thôi nha. Nào sao con suốt mẹ lên tại vậy nào? Tuyệt chiêu tự vệ thứ hai, ánh nhìn khi dễ. Đầu tiên, trong lòng có bất an cũng cố tỏ ra khôn ngầu, lấy hết tự tin của mình. Vẫn cần tự tin nha, vô tình ngao ngán nhìn chúng đối phương. Như thể là người bề trên, nhìn từ trên xuống dưới, ta đang ở trên nhìn xuống mày nè. Như một nhà khoa học đang nhìn một cái loại vi sinh vật cô hồn, sau đó hả? Nhìn xuống sàn nhà luôn thật là ngao ngán, cái độ thấp kém. Nhưng mà hả, đỉnh cao nhất nha, sự trả thù hả, ngọt ngào và ổn áp nhất chính là hạnh phúc của chính chúng ta đó. Đối với những cái người mà hả hay sân si, bới móc và đặc biệt là đối kháng với mình á, thì chắc chắn là họ sẽ không có ngủ ngon đâu khi thấy chúng ta liên tiếp hạnh phúc hơn và hả, thành đạt hơn. Luna nói thành đạt hơn không có nghĩa là chúng ta giàu có hơn đâu nha. Tại vì cái chữ thành đạt nó rộng hơn rất là nhiều so với cái chuyện là có thật là nhiều tiền. Nãy giờ trút giận với nhau xong thì Luna nghĩ cái chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải chăm sóc và đầu tư cho bản thân mình thật là tốt, luôn luôn hướng về phía trước để chúng ta có thể hạnh phúc hơn mỗi ngày. Đặc biệt là có nhiều thứ mà người khác không có. Chủ yếu nha là đối với những cái người mà họ không có chịu xây dựng cuộc sống cá nhân của họ mà dành cái thời gian để đối kháng nè, để chống đối mình nè, để sân si bới móc mình. Xí nha, cho Luna một giây xấu tính nha, thật lòng đó. Luna rất là hả hê luôn khi có thể thấy những cái đứa bạn bội bạc, những người mà tình mình đã từng rất là thương yêu nè, đầu tư chia sẻ rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó họ lại quay lưng phản bội mình. Nhưng mà hả, biết sao mọi người, trời ơi, phản bội nhưng mà copy nha, copy quần áo nè, copy cách thức mà mình làm việc nè, sau đó là tận dụng những cái mối quan hệ, mồi chài những cái mối quan hệ riêng của mình cho công việc của họ nè. Ai hi cái đồ lẫm nó. Đặc biệt nha, là có những cái người giống như vậy á, mà thực chất thì vẫn còn làm những cái công việc liên đới, thì hả, làm sao có thể thoát được khỏi tầm ảnh hưởng của chị được.
chứ. Trời ơi, chúng ta sẽ sống ở trong tâm trí của họ đó. Thật ra đó, trong tâm trí của mày á, của Cao và mày á, thì mày luôn là một kẻ thua cuộc. Trời ơi, mặc dù hả, thật sự á, nghĩ như vậy á, là cũng rất là cực đoan. Tại vì á, mình có thành công bạn hay là tự nhận là mình thành công đúng không? Nhưng mà thực chất là chúng ta làm cái điều gì là cũng là cho bản thân mình trước tiên, chứ không có nên nghĩ là làm cái chuyện đó để so kè với người khác. Nhưng mà nha, thì thực chất là mình là nạn nhân mà, mình đã không có đi theo ăn miếng trả miếng rồi thì chí ít á là cái điều này nó cũng an ủi chúng ta trong một cái khoảng thời gian nhất định đúng không? Ôi à. Nói mà hồi cái tự nhiên cái cảm thấy ăn đang hối lộ với mọi người, nhưng mà thôi cảm xúc là phải trút xả. Nói xong á mình qua cơm mình mới có thể bình tĩnh giống vậy nè. Thật ra là Luna thấy là đúng sai tốt xấu là nằm trong mỗi con người đó. Nãy giờ sai muốn hết hơn nữa mẹ cái clip rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ Luna ý thức được điều này nha. Đó, cái là hả, bây giờ Luna có một cái mụn ngay mũi. Luna nghĩ là do chỏ mũi ở trong chuyện của người khác. Sau đó Luna có một cái mụn ngay mỏ. Mà tri kỷ của Luna nói là do em nói xấu người khác đó. Cái là Luna dễ đanh đảnh lên. Ủa, tụi nó nói xấu em trước mà. Cái hả, Luna nghĩ là ok vậy thôi, có chơi có chịu. Cho nên á, bữa giờ Luna cố gắng rất là nhiều thứ nè. Luna ngủ sớm hơn, Luna uống nhiều rau má hơn, để cho cái làn da mà nó đang hơi bị tội nghiệp, nó hơi bị trái thù đời của Luna có thể thanh cảnh yên ả hơn. Và đây là bữa bối đã chăm cái làn da vừa mụn vừa nghiệp vừa trái thù đời của Luna bữa giờ. Ta-da, đó là bộ dưỡng khổ khoa giảm mụn ngừa tái phát đến từ nhà Gila. Một trong những cái điều mà khiến Luna dỗ đùi đen đét luôn của cái collection skincare lần này đó là giảm mụn. Thì khoan nói tới cái chuyện giảm mụn đi, nhưng mà một cái điều đặc biệt nha là mặc dù nhà sản xuất không có ghi, nhưng mà Luna cảm thấy da của mình sáng lên thấy rõ luôn sau trong vòng chỉ từ 3 cho tới 4 ngày thôi. Có thể là do Luna cũng đã sử dụng kết hợp với những cái em retinol mà Luna đang có tại nhà. Skincare mà thấy xẹp mụn là đã cảm thấy ổn áp rồi, nhưng mà còn hỗ trợ làm sáng da lên là cảm thấy trời quá là ưng cái bụng luôn. Đặc biệt là bữa giờ Luna bệnh miên man luôn mọi người, cái là sau 3-4 ngày đột nhiên cảm thấy cái da của mình nó sáng lên, cảm thấy y như là được cứu rỗi đó, cảm thấy như cái gương mặt đột nhiên trong trắng và trinh nguyên hơn. Chưa bao giờ phạm phải lỗi lầm gì. Xí nha, nhắc tới trinh. Cái hôm bữa Luna lướt fanpage của Luna, Luna thấy một câu như vậy nè: muốn đi nhanh hay đi một mình, muốn đi xa đi đường Trường Chinh. Trời má ơi, ám ảnh luôn. Ai mà ở trong Sài Gòn mà sinh viên là ám ảnh, ám ảnh Trường Chinh rồi dốc ngã năm chuồng chó. Kẹt xe mà lỡ mà tiêu chảy rồi. Xin lỗi mọi người, cô bé dốt địa lý. Hai khu vực rất là khác nhau là mọi người. Trường Chinh với Nga Tư Bé Hiền với làng Gái Năm Chuồng Gió với Gò Giáp là hai khu vực khác nhau. Nhưng mà thời sinh viên đó mọi thứ nó cứ lộn mèo lên như vậy đó. Bạn nói cứ nghe như vậy bạn mới ở bển về gì đó. Thôi bây giờ đi tẩy trang đi, tẩy cho bớt cái nghiệp ra. Nãy giờ là thấy cái nghiệp nó xì ra khỏi lỗ chân lông rồi đó nè. Ta-da, rửa xong cái mặt cái cảm thấy đỡ cục xúc hơn liền luôn á. Cảm thấy có thể tha thứ cho chúng sanh liền luôn đó mọi người. Đó, nè xem cận nha. Đây là cái làn da mà bữa giờ xám xa xám xịt mới bệnh xong mà ổn áp đúng không? Thôi nè. Rất là có cảm giác hả, tươi mát luôn, hơi the the nhẹn xíu. Mùi hương chỉ thoang thoảng thôi mọi người à, không nghe được đâu trừ khi nhé thôi các bạn. Hết vô vậy thì họ mới nghe cái mùi nó có hơi thoang đẳng một chút, vừa thảo mộc vừa y tế. Đặc biệt nha, Luna có một cái tật hơi xấu nè, mặc dù đã tẩy trang rồi nhưng mà Luna hay lấy toner để có thể lau sau gáy của mình và lau sau tai nữa. Cái là cái toner này nó cũng hơi làm sạch xíu đó, nó ra mấy cái đen đen y như là hồi nhỏ tắm mà kỳ hậu bóp sạch thì nó eo. Ra thiệt nha mọi người, đằng sau óc là ra thiệt nha. Em ấy có hơi làm sạch xíu nhưng mà Luna nãy tẩy trang rất là kỹ rồi nên mọi người thấy là lau trên mặt thì vẫn ổn má. Nhưng mà lau ở đây là mới lộ nguyên hình ra, sạch mà không có đồng đều. Tiếp theo là đến bước serum nha, lấy nét nè. Bữa giờ Luna xài kết hợp với retinol thì như mọi người thấy nè, rất là chân thật luôn, không có đổ filter. Thì Luna sử dụng em này, Luna thành thật với mọi người là Luna sử dụng được cho tới ngày hôm nay là ngày thứ 6, thứ 7 vừa tròn một tuần. Nhưng mà hôm nay Luna sẽ sử dụng một mình, nhưng bữa giờ khi mà Luna kết hợp với retinol thì nó cho ra cái kết quả này nè. Mặc dù Luna vẫn còn bệnh đó mọi người, và mọi người biết là khi bệnh thì cái mặt nó có hơi xám xịt. Luna không rõ là do cái điều gì, nhưng mà cộng hưởng là như vậy thì vẫn rất là đẹp lòng vừa ý ưng bụng. Đừng có quên dùng da cổ của chúng ta nha, cổ là cái chỗ dễ lão hóa nhất đó.
bao nhiêu tuổi tác là sẽ để lộ lên da cổ và da mu bàn tay hết. Tiếp theo phải chốt sổ bằng cream để dưỡng ẩm, nhưng mà con bé này có khả năng nó kìm dầu và thấm hút vào da cực nhanh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Ở trong đây là có cho mình một cái nắp và một cái muỗng để chúng ta có thể múc cho nó dễ sinh, để mình chơi đồ hàng cho nó vệ sinh hơn. Đây là cái liều lượng mà Luna thường dùng cho cái gương mặt của mình. Luna hào phóng lắm. Tần. Chắc là mọi người sẽ nói trời ơi, thai gì mà dịu vậy, sức ca ca. Nhưng mà thật sự là cái buổi tối lần đầu tiên mình Luna sử dụng em ấy mà khiến Luna bất ngờ là Luna sử dụng dày. Nhưng mà Luna không muốn mà trực tiếp lên mặt mọi người, mà Luna bỏ lên lòng bàn tay. Sau đó là Luna thoa lên da của mình. Có một cái điểm đặc biệt mà sau khi Luna thoa lên rồi, sau đó Luna mới biết, đó là Luna massage. Luna nghĩ là tầm khoảng 3 phút thì nó kềm dầu và nó làm sao nhỉ, cái mặt của mình trước khi thoa nó dầu, nhưng mà sau khi thoa xong nó ẩm nhưng mà nó lại ráo, kiểu giống như là những cái dầu nó bị rút ngược vô và cái da của mình sáng lên một xíu nữa. Bây giờ Luna sẽ thoa thôi, Luna sẽ không có cắt, nhưng mà khi mình dựng thì sẽ cùng nhau tua nhanh cho mọi người xem nha. Những cái lúc này thì tại vì ý thức bản thân mình là một con người rất là nhiều khuyết điểm và xấu xí, thì đó là Luna sẽ đọc chủ đề bây với mọi người. Luna đọc có một bên mặt là một miếng chú đại bi. Cái là khi mà xong á, là nó thấm hút vô hết à. Ô la la, ô la la. Đó. Ổn định nè mọi người, không có filter nha, xem cận như này. Bên trái, bên phải. Cho nên là Luna sử dụng luôn em này vào buổi sáng, mà Luna thoa cũng khá là dày. Riêng vào buổi sáng á, thì Luna thấy là sau khoảng tầm 2 tiếng rưỡi là nó mới bắt đầu tương dầu gan xíu. Cho nên buổi sáng chúng ta có thể thoa mỏng hơn. Còn buổi tối Luna ngủ từ tối tới sáng, mà ngủ dậy á, cái mặt á, nó cũng không có bị xê dịch nhiều. Nên mọi người tưởng là Luna thoa với một cái lượng dày như vậy, bản thân Luna cũng chấp nhận cái chuyện này. Luna tưởng là sáng mai cái mặt của mình nó sẽ lờn, nhưng mà cái mà Luna expect á, là sau khi mình rửa cái lớp lờn nó ra thì cái da nó sáng luôn. Thực chất nha, khi sáng ngủ dậy á, nó cũng chỉ chênh lệch này con xíu mà rửa mặt là cảm thấy rất là ổn định luôn. Cho nên là có thể làm lớp lót cho kem chống nắng hay là trang điểm, nên là cũng cảm thấy cực kỳ ổn áp. Đầu tiên là em nước cân bằng điều tiết dầu thừa, giảm mụn khổ qua B5. Thuần chay nè từ khổ qua giúp điều tiết lượng dầu thừa, làm dịu da, giảm mụn nhờ kết hợp hai thành phần giảm viêm sưng mụn tối ưu. Tinh chất khổ qua GBE Plus làm dịu da và trị mụn viêm gấp 60 lần. 1000 BPM B5 giảm kích ứng mụn, thúc đẩy tái tạo da. Đặc biệt nha, toner ở độ pH 5.95, nồng độ gần như tương tự pH trên da, giúp phục hồi thành axit bảo vệ da, ức chế tăng sinh vi khuẩn, từ đó hỗ trợ giảm kích ứng và nguy cơ hình thành mụn. Tiếp theo là tinh chất giảm mụn tái tạo của khoa Axero, giảm mụn ngừa tái phát, thúc đẩy da tái tạo khỏe mạnh hơn và kết hợp hai thành phần giảm mụn tối ưu. Đầu tiên vẫn là tinh chất khổ khoa GPE Plus, tiếp theo là 1000 BPM Axero, phức hợp 7 loại thực vật được cấp bằng sáng chế kiểm soát mụn, giảm khả năng tái phát mụn cao. Cuối cùng là kem dưỡng phục hồi giảm mụn khổ khoa B5, thuần chay nè phục hồi da mụn nè, dưỡng ẩm hỗ trợ giảm mụn nhờ kết hợp hai thành phần giảm mụn tối ưu. Vẫn là tinh chất khổ qua GPE Plus quen thuộc, nhưng lần này có bổ sung đến 52.000 BPM B5, giảm kích ứng, thúc đẩy tái tạo da. Sau khi đã skincare xong, đã bắt đầu nói xấu chửi đổng cuộc đời xong. Hồi xưa nha, học cấp 3 thì hay túm tụm lại là nói xấu phụ huynh là nhiều nhất. Ba má tao làm khổ tao lắm, ba má mày vậy là học được, rất là đám bạn của Luna. Sau này cái bắt đầu có người yêu rồi, cái nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu đồng nghiệp. Cho nên là thành thật mà nói, cái tốt xấu là nằm trong mỗi người mà, đúng không? Cho nên chia ít là chúng ta đã xấu tính một cách thành thật mấy má ơi. Hồi nhỏ đó, khi mà Luna có hơi bị bắt nạt dèm pha xíu, thì má Luna có nói một cái điều mà Luna vừa đồng ý vừa không đồng ý, đó là nếu như mà con không nhìn bạn thì làm sao mà biết là bạn đang liếc con. Ồ, đầu tiên thì Luna cũng có đồng ý đó. Tại vì thật lòng mà nói, tới một cái giai đoạn nào đó, nếu như chúng ta có thể thật sự phớt lờ được những cái điều ác ý mà nó xảy ra với mình, thì chúng ta sẽ đỡ nhẹ lòng hơn. Tại vì không thể nào mà chúng ta dành thời gian để có thể theo đuổi và đáp trả những cái chuyện mà cực đoan xảy ra với mình cả. Nhưng ngay tại cái thời điểm hiện tại, ngay tại cái thời điểm đang nói, thì nói một cách khác là điều đó nó có hơi phủ nhận cái nỗi đau hoặc là cái tổn thương của nạn nhân, đúng không? Tại vì con người chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có cảm xúc trước cái đã. Nếu có thể thật sự quên được thì tốt, nhưng mà còn nếu không để cái điều đó trong lòng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hơi ấm ức nè. Và nếu như mà chúng ta cũng nói những cái điều một cách tương tự như vậy với những người xung quanh thì ít nhiều gì sẽ khiến cho họ cảm thấy là không có được che chở nè, không có được bênh vực nè. Tại vì rõ ràng là cái điều đó vừa xảy ra thì không thể nào nói chúng ta là có thể quên, là quên ngay lập tức được. Cho nên vlog của chúng ta ngày hôm nay đó thực chất là được chia làm hai phần nè. Đầu tiên là để tất cả chúng ta có một
cái chỗ để trút xả, học cách để mà sỉ nhục, hạ thấp những cái người mà gây tổn thương và tấn công mình một cách hài hước vui nhộn, để cho mình có thể xả stress, để mình có thể thật sự cái năng lượng nó dâng lên, sau đó nó trôi ra chứ mình không có bị mệt, đạo đức giả, mình kìm nén cái điều đó trong lòng. Thứ hai đó, mình nói là mình coi thường người khác, nhưng mà có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn là mình xem nhẹ những cái người mà làm mình buồn. Từ cái điều đó chúng ta có thể học được cái cách là có thể xem nhẹ những cái quan điểm bất đồng. Thì tới một cái thời điểm nào đó mà khi chúng ta đã sẵn sàng và chúng ta có thể cân bằng hơn, thì chúng ta có thể tỉnh táo nha, là cái quan điểm nào mà mình cảm thấy mà mình nghe mà mình cảm thấy nó hợp lý với mình thì mình tiếp thu, còn cái nào mà không phù hợp thì mình có thể xem nhẹ một cách nhẹ nhàng hơn, mà không phải lúc nào cũng khiến cho bản thân mình bị lưu tâm hoặc là cực đoan với người khác. Nếu mình được như vậy là tu thành chánh quả rồi đó mấy má. Luna hả? Luna dĩ nhiên là không được rồi. Luna vẫn cục xúc mỗi ngày Luna nói người ta thôi, chứ Luna vẫn đang cố gắng để làm cái điều đó đó. Nhưng mà mặc dù Luna nhận được rất là nhiều câu hỏi về cái vấn đề này, nhưng mà thường thì Luna hơi phớt lờ xíu. Biết tại sao mọi người? Đồng thời cũng với cái nét văn hóa đông khiến cho Luna thấy là chúng ta thường rất là hay tiêu chuẩn kép và hay nạn nhân hóa bản thân. Cái điều gì không muốn xảy ra với mình thì đừng có làm với người khác. Nhưng mà thường cái văn hóa của chúng ta nó hơi cảm tính xíu, mình hơi tiêu chuẩn kép lắm. Cái chuyện mà mình thì khóc lên khóc xuống nhưng mà mình vẫn ra rã nói xấu người khác rất là nhiều. Cho nên nó thật ra tốt xấu là trong mỗi con người thôi. Biết nói người ta thì thi thoảng cũng phải nhìn lại mình xíu. Luna vẫn làm cái điều đó mỗi ngày và phát hiện ra mình sai lè, mình sai lòi đó mọi người. Nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng thôi. Thật ra đó, sai lầm á không phải là một cái chuyện gì nó quá nghiêm trọng đâu. Nhưng mà cái điều mà mấu chốt đó là sau khi mà chúng ta nhận ra là mình đã sai thì cái hành động tiếp theo của chúng ta là cái gì? Đó chính là cái điểm mà sẽ quyết định con người của chúng ta là người như thế nào. Còn ra cố gắng để tử tế nhất có thể là cũng cho bản thân mình thôi, tại vì mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó đó. Và blog của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Hy vọng là mọi người đã xem blog thật là vui và nhớ là tự soi kiểm điểm lại bản thân nhiều nha. Chửi người ta được thì phải coi là mình được nha. Hãy nhớ coi thật là nhiều, subscribe, thumbs up, rủ bà con chồm sớm coi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, bye bye.